nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và phải nhớ cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành bậc tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho tất thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ dạng chân biên tập bình minh thời gian ngày 20 mươi tháng hai năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu tập 293 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đái Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải trang ba trăm bốn mươi chín trang ba trăm bốn mươi chín hàng thứ ba bắt đầu xem từ câu cuối hàng thứ ba cung kính tam bảo khâm ngưỡng kỳ đức giả tam bảo nói về đức Không thể nói hết Sáu ý nghĩa trong bảo tánh luận Đã vì chúng ta Hiển thị ra Phụng là tôn sùng phụng dưỡng sự là phục dịch Phụng sự là cung kính dưỡng dục hầu hạ Điều này ở thời xưa Không chỉ là nói suông Mà thực hiện đều thực hiện được Phật Pháp đối với Thầy Giáo thì càng tôn trọng hơn chư vị xem lệ ký của pháp thế gian xem những ghi chép bên trong của luận ngữ quý vị sẽ hiểu rõ được thời xưa thầy trò giống như cha con giáo dục Chúng tôi trong lúc giảng dạy cũng đã từng báo cáo với chư vị. Thời đại của Nghiêu Thuấn 4.500 năm trước Đời sống của nhân dân đời sống vật chất đều không có vấn đề gì chính trị thanh minh trong sách cổ của trung quốc nói thời tam hoàng lấy đạo trị quốc Ngụ đế là lấy đức để trị quốc. Đến thời Tam Dương, Tam Dương là Hạ Thương Chu, lấy nhân trị quốc. Xuân Thu Chiến Quốc, nói đến nghĩa khí, lấy nghĩa trị quốc. Nhà Tân Thống nhất Trung Quốc 15 năm sau mất nước Nhà Hán giành được thiên hạ Từ nhà Hán đến thời nhà Thanh Là lấy lễ để trị quốc Đây là những gì của người xưa Nói về đạo đức nhân nghĩa lễ Lễ nếu như không có Thì thiên hạ sẽ đại loạn Ngày nay chúng ta nhìn thấy rồi Lễ không còn Bất kể là dùng phương pháp gì Cũng không trị được quốc gia Xã hội vẫn diễn, diễn không có thể hồi phục Hòa bình an định Nếu như muốn hòa bình an định Vẫn phải tìm lại được lễ Tìm lại như lúc trước thì quá cao Tìm không được Tìm lại được lệ Chắc chắn có hiệu quả Cũng có thể đối trị Cả thiên hạ Cổ thánh tiên dương của chúng ta Dùng Phật Pháp mà nói Thì tâm của họ Thanh tịnh không có dục vọng thật sự không tranh không cầu luôn nghĩ về phước lành của nhân dân họ không nghĩ đến bản thân mà nghĩ cho nhân dân nhân dân đủ ăn đủ mặc Đời sống vật chất đầy đủ Nếu như không có giáo dục Có người về cầm thú Sẽ không có gì khác nhau Cho nên vô nghiêu chính thức thiết lập trong chính phủ một quan viên quản lý giáo dục. Người này trong thượng thư có việc, trong sử ký có việc, tên gọi là khí lấy khí làm tư đồ tư đồ chính là quản lý về giáo dục đồ là học sinh Việc dạy học do người này quản lý Đồng thời đem chức vị này đặt phía dưới chủng tể Chủng tể là tệ tướng Giống như ngày nay là thủ tướng vậy Bộ môn giáo dục này đặt dưới thủ tướng một bậc sau này gọi là sáu bộ, bộ giáo dục đặt ở số một. Thủ tướng, nếu bận việc, không thể giám sát, nghĩa là khi ông không thể xử lý công vụ, thì sẽ có bộ trưởng bộ giáo dục để thay thế xử lý. Cho nên chúng ta hiểu được, chính trị của thời xưa tất cả đều là gì phục vụ cho giáo dục Đềm giáo dục đang ở vị trí số một cho nên cai trị được xã hội quốc thái dân an nhân dân thật sự hạnh phúc mỹ mãn xã hội ngày nay thì hoàn toàn trái ngược lại Giáo dục đặt ở sau cùng Đồng thời nội dung giáo dục hoàn toàn bị biến chất Đem kinh tế đặt lên hàng đầu Vấn đề này Mạnh tử rất phản đối Mạnh tử cách chúng ta 2.500 năm Mạnh tử nói với Lương Huệ Dương Lợi Thị nhân chi tất tranh Nếu như có người tranh đấu qua lại Xã hội này còn chấp nhận được sao? Cho nên ông nói Thượng hạ giao chính lợi thì quốc nguy hiểm Ngày nay toàn bộ thế giới Quý vị xem có quốc gia nào trên thế giới Là không đem kinh tế đặt lên hàng đầu Có người nào không tranh lợi Hiện nay là cổ vũ mọi người tranh lợi Cái này không cần phải cổ vũ cũng đã toàn tâm toàn lực tranh giành rồi Cổ vũ nữa thì chịu sao thấu Giáo dục trong trường học Từ trường mầm non đã dạy cạnh tranh Xã hội làm sao không thể loạn Tai nạn làm sao không thể khởi lên được Có người ngày nay không đọc sách Thánh Hiền Đều cho rằng những loại tâm thái Hiện hành này là chánh trì chánh kiến Là hành vi chính đáng Những gì người xưa nghiêm khắc ngăn cấm Ngày nay đều xem nó là hành vi chính đáng Người xưa nói hiếu đệ trung tịnh lễ nghĩa liêm sĩ Có người ngày nay đều không cần nữa Nói những cái này quá cũ kỹ Cần nên dứt bỏ Đó đều là những lời nhạm nhi Đem dạy dỗ của Thánh Hiền Thật sự xem như cặn bã Khoa học nước ngoài nói cho chúng ta biết Lúc khoa học phát triển đến cực điểm Thì nhân loại sẽ bị hoại diệt Ngày nay nhìn thấy như vậy cũng không khác gì nhiều Khoa học cho chúng ta biết Trên địa cầu này Đại khái khoảng năm 60.000 năm trước Công nghệ khoa học cũng rất phát triển Atlantis bị chìm xuống Đại Tây Dương. Đây là đại tai nạn. Các nhà khoa học thời cận đại nói cho chúng ta biết tương lai Atlantis sẽ nổi lên lại. Sau khi Atlantis nổi lên, Âu Châu sẽ chìm xuống đáy biển. Cho nên ngày nay có người cũng vừa thích thú chờ xem Atlantis sẽ nổi lên, vừa lo sợ Âu Châu chìm xuống. Lúc đó cũng chính là lúc khoa học phát triển đến trình độ cao. Có người ta không tin vào luân lý đạo đức. Chỉ biết mưu tính danh lợi Hưởng là hết mình Hưởng là gì? Hưởng năm dục sáu trận Họ hưởng những thứ này Trước mắt Xã hội này Rất giống như Ngày tận thế Của Atlantis Tình cảnh rất giống nhau Cho nên Nguyên tố căn bản của nguyên nhân này Chính là sao nhãn giáo dục Chúng ta xem đoạn kinh giang này Cảm xúc rất sâu sắc Bên dưới nói đến sư, sư giả, giáo ngã dĩ, đạo giả. Đạo là đạo lý. Người sống trên vũ trụ có đạo lý. Trưởng là đức hạnh hoặc giai vị hoặc tuổi lớn hơn ta. Đây đều là trưởng. chúng ta nên biết tôn kính đây là phụng sự sư trưởng thầy tức là thầy giáo trưởng chính là lớp lớp tỉnh am sư khuyến phát bồ đề tâm văn đoạn này rất quan trọng đây là đoạn ghi chép phát bồ đề tâm văn của tỉnh Am Đại Sư. Nếu không có thầy giáo thế gian, sẽ không biết lễ nghi. Nếu không có thầy giáo xuất thế gian, sẽ không hiểu Phật Pháp. Cha mẹ sanh ra Nên giáo dục là Cha mẹ Mà quan trọng nhất trong giáo dục Chính là học theo thầy Từ nhỏ nhìn thấy cha mẹ Đối đại với cha mẹ của họ như thế nào cha mẹ ở trong gia đình hiếu thuận với cha mẹ của họ mẹ hiếu thuận với cha mẹ chồng làm ra hình ảnh như vậy đó chính là giáo dục con cái đây là một môn học rất quan trọng trong giáo dục con người Phụ nữ gánh giác được trọng trách Là giúp chồng dạy con Trong nhà quý vị có thế hệ sau hay không Đều dựa vào phụ nữ Có người bây giờ không hiểu có rất nhiều người hiểu lầm đặc biệt là thành phần tri thức cho rằng thời xưa phụ nữ đều bị ngược đãi bị xem thường sai rồi quý vị học cổ lệ của trung quốc quý vị sẽ rõ chồng có thể quay thường vợ sau Họ thay quý vị nuôi dạy thế hệ sau. Quý vị có thể không cảm ơn sao? Quý vị có thể không tôn trọng sao? Con cái của quý vị là người tiếp thừa cho tổ tông của quý vị. Quý vị có thể không tôn trọng sao? Quý vị có thể không chăm sóc họ sao? Bản thân quý vị là người tiếp thừa cha. Con trai quý vị là người tiếp thừa của quý vị. Bất hiệu có ba điều vô hậu lớn nhất. Nói cách khác, không tôn trọng đối với vợ của mình, không tôn trọng đối với con cái của mình, gọi đó là đại bất hiệu. Quý vị có lỗi với cha mẹ của quý vị Có lỗi với tổ tôn của quý vị Điều này có trong lễ xưa của Trung Quốc Sau khi chúng ta đọc rồi mới biết được Phụ nữ ở thời xưa nhận được sự tôn trọng Họ có địa vị rất cao, rất cao trong lịch sử, người ta nói đến nhà Chu, triều đại nhà Chu. 800 năm triều đại nhà Chu dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. nên tảng 800 năm là do ai tạo nên? Do ba người phụ nữ. Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự. Ba người phụ nữ, họ làm hết trách nhiệm mà họ nên làm. Họ vậy con trai là văn dương, võ dương, chu công. Ở trong mắt của khổng tử, họ đều là đại thánh nhân. Ba bà mẹ nhà chu đều có chữ thái. Quý vị xem thái khương, thái nhậm, thái tự. Cho nên về sau Người chồng gọi vợ của mình là Thái Thái Hai từ này rất tôn quý Đó chính là nói Quý vị đối xử với vợ của quý vị Nên đối xử như triều đại của nhà chú Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử Là mẹ của Thánh Nhân nên đối xử giống như vậy Đứa trẻ mà họ sanh, họ dạy đều là bậc đại thánh hiền. Biết luân lý, hiểu lễ nghĩa, tôn sư trọng đạo. Đây là do cha mẹ dạy, đặc biệt là người mẹ. Người xưa 7 tuổi đi học. Trẻ con nếu thông minh lanh lợi, 6 tuổi là có thể đi học. Đi học thì thầy giáo dạy. Cho nên, thầy giáo là tiếp tục sự giáo dục từ gia đình trước kia trường học là gia đình học là chế độ đại gia đình năm thế hệ cùng ở một nhà không có phân chia cho nên con em trong gia đình rất đông mời thầy giáo đến tại nhà mở lớp học thầy giáo sẽ đón lấy trách nhiệm của người mẹ. Thân hành ngôn giáo. Tự bản thân cần làm tấm gương cho học trò xem. Học trò và thầy giáo sinh hoạt ở cùng một nơi. bảy tuổi đã không sống cùng bố mẹ mà ở cùng thầy giáo thầy giáo phụ trách dạy dỗ vậy cái gì quan trọng nhất là dạy giáo dục về luân lý đạo đức không phải dạy quý vị đọc sách đọc sách là phụ thêm đọc sách là gì đọc sách là nền tảng trong học thuộc Chỉ dạy quý vị đọc Không giả nghĩa vậy đọc câu Bảo quý vị đọc Học thuộc Một ngày Cần học thuộc bao nhiêu chữ Người thưởng căng Thông minh Trị nhớ tốt Tiêu chuẩn này là 700 chữ Một ngày phải học thuộc 700 chữ Làm sao có thể đo lường được trình độ của học sinh Để học sinh thử xem Quý vị chọn trước bài văn 700 chữ Bảo họ đọc Đọc 10 lần là có thể đọc thuộc lòng Họ có năng lực như vậy Nếu như đọc 10 lần không thuộc được Thì giảm bớt 200 chữ còn 500 chữ Đây là tiêu chuẩn trình độ bậc trung 500 chữ cũng đọc 10 lần Nếu như 10 lần vẫn không thuộc được Thì tiếp tục giảm bớt còn 300 chữ Ba trăm chữ học cũng không thuộc thì yếu hơn một chút Vẫn tạm được học thuộc một trăm chữ, hai trăm chữ Tức là đọc mười lần Đọc mười lần là quý vị có thể thuộc lòng Có thể nhớ được Sau khi học thuộc Thầy giáo sẽ đọc thuộc quý vị Bảo quý vị đọc thuộc lào một trăm lần Quý vị sẽ không quên Mỗi ngày Ôm lại một lần Ngày hôm nay đi học Đem những gì học ngày hôm qua Đọc thuộc lòng một lần cho thầy giáo nghe Rồi học tiếp cái mới Cách tính là như vậy Căn tánh của học sinh Là đánh giá từ chỗ này Cho nên trình độ của mỗi người Không giống nhau Chương trình học của mọi người Cũng không hoàn toàn giống nhau Tiến độ cũng không giống nhau rất thiết thực Sau khi học thuộc lòng Một đời quý vị cũng không quên Đến 80, 90 tuổi Quý vị viết văn chương Nói chuyện Dẫn cứ kinh luận Đều thuận miệng mà nói ra Không cần tra tài liệu Đều thuộc rất kỹ Học sinh là huấn luyện như vậy mà ra Thầy giáo đương nhiên cũng như vậy mà huấn luyện ra Cho nên trong tiểu học chỉ chú trọng học thuộc lòng Từ 7 tuổi đến 12 tuổi Giống như ngày nay học tiểu học 6 năm 7 tuổi đến 12 tuổi Đem cái Cần học thuộc lòng Có lúc là cha mẹ chỉ định một số chương trình Có những cái là thầy giáo chỉ định Thầy giáo nhất định thương lượng cùng với cha mẹ Bảo quý gì học thuộc lòng những gì Giảng giải là ở đại học Trước kia không có trung học Gọi là thái học Quý vị học giỏi Thì 13 tuổi lên thái học Lên thái học là tuổi từ 13 đến 15 Lên thái học Thầy giáo sẽ đem những kinh điển mà trước đây quý vị đã thuộc giảng giải cho quý vị nghe lúc giảng giải không dùng sách vì sao vì đều đã thuộc rồi ví dụ như ví dụ thầy giáo nói câu nhược vô thế gian sư trưởng mọi người đều thuộc rất kỹ đều biết được ở trong bộ sách nào trang thứ mấy hàng thứ mấy đều biết được quý vị nếu nói người trung quốc không hiểu khoa học là giả dối sách cổ của người trung quốc khác cái bản này nó là cố định nó không có tiêu điểm phù hiệu một hàng mười hai chữ một mặt mười hàng cho nên bất cứ là in sách ở nơi nào đều là giống nhau quý vị nói trang thư mây hàng thư mây tất cả đều giống như nhau đây là khoa học Dấu chấm câu là lúc thầy giáo dạy bài Thầy giáo sẽ làm dấu Từng câu từng câu dùng bút đỏ đánh dấu cho quý vị Một đoạn là một dấu Cho nên lúc giảng dạy không cần dùng sách nữa Lên thái học không cần phải mang cặp sách nặng như vậy Sáu năm mỗi ngày học thuộc lòng Mỗi ngày học một ít Tích lũy lại sẽ rất là phong phú Thế hệ này của chúng ta thật đáng thương Không có học qua Đại khái là thế hệ cha mẹ của chúng ta Đã sao nhãn rồi đại khai thời tăng tổ của chúng ta có tiếp nhận phương thức giáo dục này thế hệ này của quý vị chính là cha mẹ thời cao tổ cho nên truyền thống giáo dục của trung quốc bị mất đi ít nhất đã năm thế hệ con người hôm nay lạ lắm đối với cổ tích như vậy không thể quở trách họ lời của đức phật nói rất hay tiên nhân bất thiện bất thức đạo đức vô hữu ngữ giả thù vô quái giả không thể quở trách con người thời nay con người ngày nay dù họ làm việc xấu như thế nào Cũng đều nên thông cảm cho họ Vì sao? Vì không đọc qua sách Nên họ không hiểu Không có trí tuệ, họ ngu vô Không nhận thức Thật giả, chánh tà, đúng sai, thiện ác Họ không biết Thật là mê hoặc biên đảo Tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp Quý vị làm sao có thể quở trách họ Nhân hóa Trung Quốc suy yếu Nguyên nhân đương nhiên là do từ hi Thái Hậu từ Hy Thái Hậu đối với Bậc Thánh Hiền không tôn trọng Trên làm dưới theo Người lãnh đạo đất nước không tôn trọng Thì dưới người người liền tùy tiện Nguyên nhân suy yếu là bắt đầu từ chỗ này Từ khi Thái Hậu cách chúng ta ngày nay hơn 200 năm sau khi nhà thanh mất nước, không còn nói đến văn hóa truyền thống, muốn làm gì năm bốn vận động văn hóa mới, xô đổ tiệm khổng gia, phủ nhận truyền thống văn hóa, xã hội ngày nay động loạn, những người này cần chịu trách nhiệm hay không? văn hóa xưa nếu không phục hưng thì xã hội này vĩnh viễn không thể hòa bình đồng thời thật sự sẽ có nỗi lo diệt chủng mất nước nước nhà không cần nữa À đi ra nước ngoài Có thể chạy thoát được không? Người không học Phật thì không biết Người học Phật biết được nhân quả Chạy không thoát Thoát Quý vị làm ra tội nghiệp quá nặng Quý vị đến bất kỳ nơi nào Đều không thể sống được Nhân quả nghiệp báo Một chút cũng không sai Câu đầu tiên trong Thái Thượng Cảm ứng Thiên Nói rất tương tận rõ ràng Hiện ác chi báo như ảnh tùy hình Đi theo quý vị Quý vị không có nơi nào để chạy Nếu không muốn thọ quả báo Thì không nên tạo ác nghiệp Chúng ta đọc đến đoạn Kinh Văn Nhược vô thế gian sư trưởng Tắc bác tri lễ nghi Đây là sự thật Tôi đến Đài Loan 26 tuổi Theo thầy Phương Đông Mỹ học triết học Ông đem triết học trong kinh Phật giới thiệu cho tôi từ trước chúng tôi đối với phật giáo có hiểu lầm rất lớn cho rằng nó là tôn giáo là mê tín cho rằng không có gì để nắm bắt sau khi học với thầy phương trong triết học khái luận Nói đến một triết học Phật giáo Ông nói rất tương tận Nói cho tôi biết Phật Thích Ca Mâu Ni Là một nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới Điều này từ trước tới giờ chưa từng nghe qua Triết học trong kinh Phật Là triết học tối cao nhất trên toàn thế giới họ phật là hưởng thụ lớn nhất của đời người chỉ cho tôi con đường này về sau không lâu cùng năm đó đại khai cách nửa năm sau tôi quen biết chương gia đại sư đây là bậc thầy xuất thị Đại sư dạy tôi đọc truyện của Phật Thích Ca Mâu Ni Làm quen với Phật Thích Ca Mâu Ni Rất quan trọng Tôi ở Đài Loan một mình Bạn bè thân thuộc đều không có không ràng buộc dưỡng mắt Chương gia đại sư khuyên tôi xuất gia Cho nên xuất gia là đại sư thay tôi lựa chọn Lựa chọn con đường này Vậy tôi học theo Phật Thích Ca Mâu Ni trước kia thầy phương nói tôi ấn tượng rất sâu sắc học phật là hưởng thụ lớn nhất của đời người hưởng thụ lớn nhất không phải là có địa vị ở trên xã hội cũng không phải là có tiền của hưởng thụ lớn nhất là gì là ngày ngày được an vui khổng tử nói học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ phật nói pháp hỷ sung mãn thường sanh quan hỷ tâm Người xưa thường nói Quân tử ưu đạo bất ưu bần Vui ở đâu? Vui ở trong đạo lý cái này cùng với nghèo giàu sang hèn không một chút liên quan cho nên thế suốt thế gian những gì bậc đại thánh đại hiền truyền lại là minh lý quý vị hiểu được đạo lý này đây mới đáng quý tôi theo thầy lý học nho học phật theo chương gia đại sư phật pháp do chương gia đại sư sắp đặt căn bản cho tôi ba năm không có gốc rễ không được sứ mạng một đời này trong phật pháp nói tụ phật quỷ mạng Hoàng Pháp lợi sanh Một đời làm sự nghiệp này Đây chính là sự nghiệp của Phật Thích Ca Mâu Ni Sứ mệnh đối với thế gian Pháp Là gì? Tuyệt học của Thánh Hiền Vì thiên hạ khai thái bình Thái bình tịnh dưỡng từ đâu mà có Từ nơi trí tuệ Học dân Kinh nghiệm của Thánh Hiền mà có Nói tóm lại Phật Pháp của chúng tôi là tiếp nhận từ chương gia Đại Sư nho giáo là tiếp nhận từ nơi thầy lý giống như là thi chạy tiếp sức đoạn đường của tôi chạy xong rồi cái gậy của tôi nên giao cho thế hệ tiếp theo có người tiếp nhận hay không có đón nhận gậy của tôi có không ít người có rất nhiều người tôi vẫn chưa gặp mặt họ học từ đĩa cd học từ mạng internet học từ vệ tinh thật sự có thành tựu Chúng tôi nhận được tin tức này Quang hỷ vô cùng Dùng dễ tin dạy học Là do thầy Phương Đông Mỹ Nói cho tôi biết Năm đó nói với tôi Tôi không dám tưởng tượng Cái này tiêu tốn rất nhiều tiền bạc Chúng tôi làm gì có được phước báo đó Làm gì có sức mạnh này không ngờ rằng Trong tin chúng Lại có những gì họ đến đầu tư Phần mềm do chúng tôi cung cấp Tất cả thiết bị do họ đầu tư Chúng tôi không lo lắng Dùng mạng Internet Chúng tôi dùng mười mấy năm, gần hai mươi năm Dùng vệ tinh bắt đầu từ nguyên đáng năm 2003 Đến nay là 9 năm rồi Thật sự rất nhiều người từ trên vệ tinh mạng Internet Mỗi ngày chúng ta cùng ở một nơi cộng tu phá thị sung mãn trước mắt chúng ta gần như có thể xây một trường học không trung tôi tin nhiều nhất là hai năm sau Chúng ta dùng vệ tinh và mạng Internet Người có thể dạy học Tôi ước tính có khoảng 10 người Người tại gia nhiều Những người này họ thật sự làm thật học thật, thật làm không những rất chắc chắn với những gì đã học Thì họ còn có kinh nghiệm dùng áp dụng trong đời, đời sống Tôi đã nói rất nhiều năm rồi Xã hội ngày nay tuy là động loạn, tai nạn dồn dập Nếu như có thể có 10 hay 20 giáo viên giỏi Mỗi ngày dùng truyền hình, dùng mạng internet để dạy học Người trên toàn thế giới đều có thể xem được Đây là một nội dung lành mạnh trong tiết mục truyền hình Là chánh pháp Vậy về thánh hiền truyền thống Vậy về giáo dục tôn giáo Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ Phát không ngừng Mọi người đều biết đài này Nhiều người xem Tâm người ta từ từ chuyển biến Sẽ quay đầu lại Chúng ta tin rằng Ta không thể thắng chánh Chúng ta tin là Tánh người vốn là thiện Chính là do không có ai dạy dỗ thật sự có người đến dạy dỗ khôi phục an định hòa bình xã hội sẽ không phải là việc khó năm xưa chúng tôi ở trấn nhỏ than trị làm ba năm thí nghiệm chứng minh việc này có thể thực hành được có thể làm được không có ba năm thí nghiệm này bản thân chúng tôi không dám có niềm tin người khác hoài nghi bản thân chúng tôi cũng hoài nghi thông qua thí nghiệm này thành công nghi ngờ của chúng tôi hoàn toàn không còn nữa trước đây dương gia đại sư nói với tôi phật thị môn trung hữu cầu tất ứng mấy tháng trước thật sự là mỗi ngày đều cầu xin quần thư trị yếu của đường thái tông quốc học trị yếu của đầu năm dân quốc Hai thứ này tuyệt bản rồi. Trải qua hơn 80 năm động loạn. Cái này còn có sao? Còn có thể tìm được sao? Không ngờ được có một vị đồng tu tốt bụng ở trên mạng internet nghe tôi nói hai bộ sách này thật sự tìm lại được quần thư trị yếu tôi gửi cho nhà sách thế giới nhờ họ in 10.000 bộ sách đã in xong rồi tháng tư là giao 10.000 bộ sách này tí tụng in quốc học trị yếu, tôi tin là bản in quốc học trị yếu sẽ tốt hơn bản in quần thư trị yếu, vì họ có kinh nghiệm rồi, tài liệu có rồi, ai đi học, ai phát đại bồ đề tâm. Đại Bồ Đề này không phải là tâm Bồ Đề trong Phật giáo nói. Tôi mượn dùng danh từ này. Người nào thật sự phát tâm. Ký thừa tuyệt học của Thánh Hiền. Quý vị phát tâm gánh giá, đem truyền thống văn hóa dựng dậy. Đây là sự nghiệp của Thánh Hiền. Phát tâm như vậy chính là thanh nhân, là hiền nhân. Phát Bồ Đề Tâm trong Phật giáo là đem sự nghiệp của Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp tục truyền thừa. Cho mãi đời sau Quý vị nhìn thấy rồi Hạ Liên Cư gánh giác sứ mệnh. Hội tập kinh vô lượng thọ đem sự nghiệp này làm thành công rồi. Trước đó có ba người đã làm, nhưng làm không được tốt lắm. Cư sĩ Dương Long Thư đời Tống cư sĩ ngụy mặc thâm năm hàm phong đời thanh còn có cư sĩ bành tế thanh thời đại càng long bản thân ông làm là hạn chế không thể tính là một bản hoàn thiện sự nghiệp này của cư sĩ hạ liên cư còn gì bằng đây là tục phật tuệ mạng chánh pháp cửu trụ à, lão, lão cư sĩ hoàng niệm tổ, tổ hoàn thành bộ chú giải này Bù là sự nghiệp bất hủ à, họ đến thế giới này để làm gì chính là để làm việc này khi sự việc này làm xong rồi họ ra đi chúng tôi có duyên lúc tuổi già gặp được thì chú giải này vừa hoàn thành không lâu chúng tôi gặp mặt nhau trong những năm đó mỗi năm tôi đều đến bắc kinh một hai lần chủ yếu là thăm hoàng niệm lão hôm nay chúng ta ở một nơi đem chú giải này ra để tham khảo đào sâu tương tân chúng ta cùng nhau học tập công việc này là tục phật quậy mạng chúng ta lưu thành đĩa cd hoàn chỉnh phát trên vệ tinh chuyển giao lên mạng internet bạn hữu cùng chỉ hướng trên toàn cầu chúng ta đều cùng nhau học tập Chúng tôi hy vọng một hai năm sau Phòng học này của chúng ta cần phải mở rộng Không phải mở rộng thiết bị phần cứng của chúng ta Mà là chương trình học của chúng ta Hy vọng thấp nhất là mỗi ngày chương trình học của chúng ta có được 8 tiếng đồng hồ Gồm Phật học, Nho học, Đạo học Còn có tu giáo học chúng ta toàn tâm toàn lực hướng về mục tiêu này mà làm chúng ta đối với xã hội đặc biệt là xã hội thiên tai dồn dập này làm ra một chút cống hiến thật sự đây là năng lực của chính chúng ta có thể làm được Học viện thật sự mở trường học. Chúng ta ra nước ngoài mời giáo viên giỏi. Mời họ đến đây dạy học. Dạy học từ xa. Phòng học của chúng ta sẽ là phòng thu hình. Đồng bộ phát ra toàn cầu Đĩa CD lưu lại Có thể giúp cho tất cả các nơi Họ muốn chọn theo phương thức của chúng ta Khu vực nhỏ Hoặc là dùng mạng internet Hoặc là dùng vệ tinh đều tốt Đĩa CD chúng ta sẽ đáp ứng chúng ta đem văn hóa truyền thống phật học đại thừa giáo dục tôn giáo đẩy rộng ra toàn thế giới đây là việc tốt là việc chúng ta nên làm ngoài giảng kinh dạy học ra tất cả những hoạt động khác chúng ta đều không tham gia Chuyên tâm đọc sách Mỗi ngày đọc sách 4 giờ đồng hồ Đến lớp 4 giờ đồng hồ Đây là điều Thầy Phương nói Hưởng thụ lớn nhất của đời người cho nên ân đức đối với thầy giáo vĩnh viễn không quên đối với công đức của hộ pháp vĩnh viễn không quên không có thầy giáo chúng ta sẽ không biết phương hướng không có hộ pháp con đường này của chúng ta sẽ rất gian nan đi không được Thật sự cần có người bên cạnh Cần có người giúp đỡ Bất tri lễ nghi Tác đồng ư dị loại Đây là người xưa nói Người không hiểu được đạo đức nhân nghĩa lễ Thì cùng với súc sanh có gì khác nhau Bất giải Phật Pháp Tắc Hà dị tục nhân Chúng sanh của sáu đường luân hồi Hiểu được Phật Pháp Có thể giúp chúng ta vượt thoát luân hồi Luân hồi là thật không phải giả Mở rộng không gian sống của chúng ta không hiểu Phật Pháp Quý vị đời đời kiếp kiếp Sẽ sống trong sáu đường luân hồi Làm việc này Sau khi tông đạt Phật Pháp Không chỉ vượt thoát sáu nẻo luân hồi Mà còn vượt thoát mười Pháp giới Không gian sống của chúng ta biến thành cái gì Khắp biến Pháp giới hư không giới Đều là không gian sống của chúng ta Sau khi học Phật mới biết được Sanh mạng là vĩnh hằng, là bất diệt. Người thế gian nhìn thấy sanh diệt là thân thể, là thân thể vật chứ có sanh diệt. Linh tánh không có sanh diệt. Thân thể không phải ta, linh tánh mới là ta. Đây là một chuyển biến rất lớn. Không nên tiếp tục chấp trước thân này là ta Không nên tiếp tục chấp trước hoàn cảnh nhỏ này là của ta sở hữu Không phải Ta còn không có Làm gì có cái ta sở hữu Tâm lượng của quý vị sẽ mở ra Thật sự giống như trong kinh nói Tâm bao thái hư Lượng châu xa giới Quý vị xem quý vị tự tại biết bao Vui sướng biết bao Đối với ân của thầy giáo Nhất định không được quên Dòng ân phụ nghĩa Bất hiếu cha mẹ Quả báo đều ở trong ba đường ác những điều này đều là sự thật. cho nên sư trưởng ân trọng cố ưng phụng sự. thời xưa học sinh chăm sóc đời sống cho thầy giáo. thầy giáo tuổi lớn rồi. Trong nhà nếu ít người Không mướn được người làm Thì ai đi làm lao dịch, học sinh Hữu sự đệ tử phụ kỳ lao Chúng ta đọc trong luận ngữ thấy có ghi chép Học trò của khổng phu tử Đều ở bên cạnh chăm sóc thầy Xã hội ngày nay không giống như vậy Đến cha mẹ họ còn không chăm sóc Thầy giáo là cái gì? Những câu nói này là của thầy Lý nói với tôi Cho nên thầy Lý rất giỏi Thông tình đạt lý Đối với tâm thái của con người hiện tại Hiểu được rất thấu suốt Ông không cần người chăm sóc 95 tuổi vẫn tự nấu cơm ăn tự giặt quần áo Nói lên điều gì khỏe mạnh Tôi còn khỏe mạnh tôi không cần người chăm sóc Tôi tự có thể chăm sóc cho mình Năm đó 95 tuổi Có hai người học trò Hai chị em Phát tâm chăm sóc cho thầy Mọi người chúng tôi yêu cầu thầy tiếp nhận thầy mới chịu nhận lời hai người này cùng ở chung với thầy chín mươi bảy tuổi ông mất rồi ông vốn dĩ có thể chưa mất chúng tôi ước tính thầy ít nhất cũng có thể sống đến một trăm hai một trăm ba mươi tuổi điều này rất có khả năng nhưng vì sao lại đi nhanh như vậy nói cho chị vị biết trúng độc thức ăn đây cũng là chủ quan của thầy chúng tôi không dám chủ quan của thầy là gì thầy là bác sĩ giỏi cho rằng cái gì trúng độc này ta có thể dùng thuốc giải nó trước kia có một lần đúng là ông dùng thuốc giải giải được không có chuyện gì xảy ra đại khai trải qua gần một năm lại gặp một lần nữa đúng là quá lớn tuổi có thể do công việc nhiều cũng đã mệt mỏi lúc đó người ta tặng một tô mì cho ông ăn mì này là mì sợi mì sợi khô mì sợi khô nhất định đều có thuốc chống mốc kháng định đều có nếu như mì sợi khô để thời gian quá lâu hết hạn rồi thì không ăn được trong nhà phật chúng ta hết hạn đem bỏ đi thì gây tội nên cũng phải ăn ăn lần này sanh ra chuyện Tôi mấy lần đến Đài Trung thăm thầy Lần nào đến thầy cũng đều gan dặn tôi Ăn đồ ăn nên cẩn thận Không nên đi ra quán ăn Câu nói này Ít nhất nói với tôi 10 lần rồi Tôi rất ấn tượng sâu sắc Thầy biết thức ăn trong quán không sạch sẽ quý vị nếu thử vào nhà bếp xem quý vị sẽ biết nhắc nhở tôi cho nên ân đức của thầy giáo rất lớn đặc biệt lỡ thời đại hiện tại này mọi người đều bất hiếu với cha mẹ một mình quý vị có thể có hiếu với cha mẹ Mọi người đều không tôn trọng sư trưởng Quý vị có thể tôn trọng sư trưởng Quý vị làm tấm gương cho người khác xem Ảnh hưởng đến người khác Công đức này rất lớn Sư trưởng ân trọng Cố ưng phụng sự Mật tông lấy cung kính thượng sư Làm giới căn bản Trong hiện giáo là tam quy Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng Trong mật giáo là tứ quy Điều đầu tiên của họ là quy y Thượng Sư Thượng Sư đặt ở số mộ nếu không có thượng sư Quý vị làm sao có thể biết được Phật Pháp Tăng Tam Bảo Quý vị biết được Phật Pháp Tăng Tam Bảo Là do thượng sư dạy cho quý vị Tuy nhiên cần cảm ơn thầy giáo Cách làm này của Mật Tông nếu như chúng ta đi đến Nhật Bản tham học Quý vị có thể nhìn thấy Phật giáo của Nhật Bản Phật giáo Nhật Bản tôn trọng đối với Tổ sư Hơn cả tôn trọng Đức Phật Điện thờ Tổ sư rất trang nghiêm Điện thờ Phật Bồ Tát là hạng thứ hai Có lý Tôi làm sao biết Phật Thầy giáo giới thiệu Chúng ta đối với tôn sư trọng đạo thời xưa Trung Quốc mạnh hơn người Nhật Bản Hiện nay Trung Quốc không bằng người Nhật Bản Chúng ta không thể không giác ngộ Nhất thiết cúng dường công đức trung Cúng dường thượng sư tối di thắng Đây là trong mật giáo nói Cho thấy phụng sự sư trưởng Thật là gì cần làm của tu hành Ứng quan đại sư ở trong gian sau nói rất nhiều Hiếu thân tôn sư là căn bản lớn của học vấn thí xuất thí giang nếu như không có hiếu thân không có tôn sư phật bồ tát có lại cứu quý vị cũng không được quý vị không có được có thể có được là thật sự có thể hiểu được đây là trước kia thầy lý thường nói với chúng tôi Ông ừ, nói quý vị xem ngữ lục của Tông Môn Hoa Thượng Hoa Thượng là thân giáo sư Thường nhắc đến là anh biết không Biết không này là ý gì Là quý vị có thể lãnh hội được ý nghĩa trong ngôn ngữ văn tự hay không chính là trên bài kệ khai kinh nói nguyện giải như lai chân thật nghĩa nghĩa chân thật của như lai quý vị có thể lãnh hội không quý vị có thể hiểu được không đó mới gọi là hội dùng phương pháp nào để thể hội chân thành cung kinh cho nên ấn tổ nói một phần thành kính được một phần lợi ích là quý vị có thể lãnh hội được một phần chân thành cung kính hai phần là quý vị có thể lãnh hội được hai phần chân thành cung kính mười phần là quý vị có thể lãnh hội được mười phần không có chân thành cung kính thì cái gì quý vị cũng không thể lãnh hội được Quý vị ở trong ngôn ngữ nghe không hiểu Trên văn tự xem cũng không hiểu Có tâm chân thành cung kính Mới có thể nghe được âm thanh Ngoài ngôn ngữ Đây chính là người ta thường nói là chỗ ngộ Đọc tụng nghe giảng Không có chỗ ngộ Đều không tin Làm sao mới có chỗ ngộ Nhất định là cần có tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh chính là thành tâm Quý vị xem Tăng Quốc Viên Tiên Sinh trong đầu thư bố ký đối với Thành viết một định nghĩa. Cái gì là Thành? Một niệm không sanh gọi là Thành. Đây là Tăng Quốc Viên Tiên Sinh nói cùng với Phật Pháp nói hoàn toàn giống nhau. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là Thành. Khởi tâm động niệm suy nghĩ lung tung Sao gọi là thành được Không có thành ý Cái gì quý vị cũng không có được Cho nên ngộ nhất định là đến từ ta muội Ta muội chính là tâm thanh tịnh Đây là nói đến nhất môn thâm nhập Trương thời quân tư Nhất môn thâm nhập là giới trường thời quân tu là định định có thể khai trí tuệ trí tuệ khai rồi cho nên nghe một ngàn ngộ đó gọi là biết không một kinh tất cả kinh đều thông đó gọi là biết quý vị thật sự biết rồi Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Ở trong phòng phương trượng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Nghe Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang Chúng ta biết là Ngài không biết chữ Nên chắc chắn là không dùng kinh Giảng đại ý kinh Kim Cang Giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Ngay liên đái triệt đại ngộ đó là gì? Biết rồi Phía, Phía sau cần nói không? Không cần nói Hoàn toàn không rồi Không chỉ thông kinh kim càng Khi Ngài đi chạy nạn Nghe tỳ kheo ni vô tận tạng Đọc kinh đại niết bàn Ngài vừa nghe liền hiểu được Người đó đọc Ngài ở bên cạnh nghe Đợi sau khi cô ấy đọc xong Ngài đem ý nghĩa giảng cho cô ấy nghe Tỳ Kheo Ni vô tạng rất ngạc nhiên Giải thích quá hay Trước giờ chưa từng nghe Nâng cuốn kinh hướng về phía Ngài thịnh giáo Quế năng đại sư nói Tôi không biết chữ Cô không cần cầm cuốn kinh đưa cho tôi Cô ấy nói không biết chữ làm sao Ngài có thể hiểu nhiều như vậy Điều này và trang tự không liên quan gì với nhau Đây là tâm của Ngài và tâm của Phật thông với nhau Không có chướng ngại Tất cả kinh Phật nói Ngài đều không có chướng ngại Thông như thế nào? Do thiền định mà thông Sau đó chúng ta mới hiểu Chúng ta tu học then chốt của tu học là ở chỗ nào? Chính là thiền định Định là then chốt của người tu hành là trọng tâm của người tu hành Chỉ cần được định là họ có thể khai ngộ Nếu họ khai ngộ rồi Tất cả đều sẽ rõ ràng Tất cả đều sẽ thông đạt Đạo lý chính là ở chỗ này Quý vị không thể không biết Sau đó quý vị mới biết trì giới quan trọng biết bao Quý vị không trì giới, quý vị không thể có định Trì giới chính là giữ quy củ Quý vị mới có thể được định Định có thể khai trí tuệ Có trí tuệ liền giải quyết được vấn đề Cho nên phụng sự sư trưởng Thật là nhiệm vụ cần thiết của người tu hành Ân ừ, đức của sư trưởng Dĩ viễn không quên Tổ đình của Phật giáo Nhật Bản Quý vị thử vào xem Điện thờ tổ sư của họ Bên trong thờ cúng Những đại đức thời tùy đường Trung Quốc Ở Trung Quốc không nhìn thấy Nhìn thấy ở Nhật Bản Đặc biệt rất nhiều tượng của thiện đạo đại sư Tượng của trí giả đại sư cũng rất nhiều đây là hai vị thầy mà người Nhật Bản tu kinh kim nhật. Hội sư nói, thử phụng sự sư trưởng trung, hàm nhí thiếu dưỡng phụ mẫu chi cụ. Sư giả xuất thế đại bổn phụ mẫu thế gian phước điền. Bồ Tát tất tu cung kính phụng trì cụ. Hỡi thuyết diệt hữu sở cứ như quán kinh dân, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Không nên cho rằng trong kinh này không nhắc đến hiếu dưỡng cha mẹ, chỉ có nhắc đến phụng sự sư trưởng. Bên trong này nhất định có hiếu dưỡng cha mẹ. Hiếu dưỡng cha mẹ là căn phụng sự sư trưởng là bổn giống như một cái cây trên cái cây thân cây chính là bổn phía dưới thân cây là căng không hiếu dưỡng cha mẹ thì không thể nào tôn kính sư trưởng bởi hiểu với cha mẹ mà tôn kính sư trưởng đó là giả không phải thật Có người cần biết ơn trả ơn Người như thế mới có phước Không biết ơn không trả ơn Người như thế không có phước Bản thân đời này Tuy là đại phú đại quý Sau khi chết rồi Có phần trong ba đường ác Câu phía sau Vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm Hư là hư vọng không phải thật Ngụy là trá hiện trá tướng Xỉm là nền nọt Đó nhận ý của người mà phát ra lời đó thường gọi là a à, vua nói theo khúc là không ngay thẳng là sai trái là tà đây là giải thích từ ngữ nó đối với tánh đi hoàn toàn trái ngược nhau chúng ta cần nên cách xa không nên có tâm như vậy không nên có ý niệm như vậy vô hữu nghĩa là tất cả đều buông bỏ tâm của chúng ta nên chân thật chân thành chân là không phải giả Thành là không phải hư ngụy Hư vọng tức là không thật Tâm Bồ Đề là lấy chân thành làm thể Nó khởi tác dụng gồm tự thọ dụng và tha thọ dụng Tự thọ dụng là thanh tịnh, bình đẳng, chân giác Tha thọ dụng là quý vị dùng tâm như thế nào đối đại với người khác Tâm Bồ Đề là Đại Từ Đại Bi Vô duyên Đại Từ Đông Thể Đại Bi Từ bi, một số người chúng ta gọi là tình thương phật pháp vì sau không dùng từ thương yêu trong suy nghĩ của một số người bên trong thương có tình có chấp trước có tình chấp từ bi là thương yêu từ bi là lấy nền tảng lý trí của trí tuệ không phải là tình chấp tức là không phải làm việc bằng cảm tình nó là trí tuệ chân thực ấy trong trí tuệ chân thực gọi là từ bi Ai trong a lại gia tước mới gọi là mới gọi là tình thương nói về tình thương thì giống nhau nói về căn nguyên thì không giống nhau một cái là xuất phát từ tự tánh một cái là xuất phát từ a lại gia chúng ta nói đơn giản là ái của lý trí gọi là từ bi trong từ bi có mang theo cảm tình gọi là ái cái này mọi người sẽ dễ hiểu cho nên mới hiểu được trong phật pháp yêu thương đối với tất cả chúng sanh quan tâm đối với tất cả chúng sanh chăm sóc giúp đỡ nền tảng đều là từ trí tuệ chân thật. Nó không phải là làm việc bằng cảm tình, cho nên nó có thể dính hăng, không thay đổi. Tình yêu sẽ biến đổi. Quý vị xem nam nữ yêu thương nhau rồi kết hôn. Buổi sáng kết hôn, buổi chiều ly hôn. Đây là yêu cái gì? Trò chơi của trẻ con. chuyện này là quá thật cho nên nó không phải là thật nếu như trong phật pháp thì là thật là vĩnh hằng bất biến ngụy là giả tướng trá hình giả tướng không phải chân thật sĩ mỹ chúng ta thường gọi là người a dua Nói theo chiều gió Mua vui cho người khác Đây gọi là a vua nói theo Khúc là Quanh co Không ngay thẳng là sai trái Là tà bất chánh Chúng ta nói là tà tri tà kiến Ta tà thuyết tà hành Bên trong khúc có ý này Những điều này Trái ngược lại với tánh đức Những tâm hành này Đều là đang tạo ác nghiệp Không phải là thiện nghiệp Là đang tạo ác nghiệp Những chiêu cảm của ác nghiệp Là ác báo cho nên không có hư ngụy xỉm ngụy xỉm khúc tức là tâm nghe thẳng không có lỗi khoa học hiện đại dạy cho chúng ta cách ứng phó thiên tai Phương pháp này là dạy cho chúng ta thay đổi tâm thái Rất có đạo lý Dự đoán năm 2012 sẽ có thiên tai đến Chúng ta dùng phương pháp gì để đối phó Họ dạy cho chúng ta Bỏ ác làm thiện ở đây Cái hư ngụy xỉm khúc chính là ác Những tâm niệm này Nhất định cần phải bỏ nó đi Cái gì là thiện Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng là thiện Hai từ sư trưởng là hai việc khác nhau Cần nên biết Sư là thầy giáo, trưởng là bậc lớn Tuổi lớn hơn mình Hưng phận cao hơn mình Đức hạnh học vấn cao hơn mình Đều xứng đáng cho ta tôn trọng Xứng đáng cho ta làm theo Đây gọi là phô bày cái thiện Cái tà quy chánh Đoàn chánh tâm niệm Quý vị xem Cùng với những gì Phật Pháp nói Không có gì khác Như trong tịnh ảnh lục nói Vô hữu hư ngụy xỉm khúc chi tâm Minh ly tâm quá Nguyên nhân của sai lầm Là sai lầm của tâm cũng chính là nói chúng ta nghĩ sai chúng ta nhìn sai vì tư tưởng sai lầm cách nhìn sai lầm mới dẫn đến như vậy ngôn ngữ hành vi của chúng ta sai lầm chúng ta làm sai những sai lầm này chiêu cảm được chính là ác báo là khổ bao Hôm nay chúng ta sống trong thế gian đau khổ này. Khổ của thiên tai nhân quả, nguyên nhân của khổ, phải cần nên biết là do tâm lý sai lầm của chính bản thân chúng ta. Do ngôn ngữ hành vi sai lầm mà dẫn dắt đến bao gồm cả những gì con người ngày nay nói là tai hại tự nhiên cũng không ngoại lệ giới khoa học thường nhắc nhở chúng ta xã hội của thế giới ngày nay bày ra trước mặt rất nhiều nguy cơ chỉ cần một xúc tác là lập tức phát khởi nguy cơ tiền tệ nguy cơ lương thực nguy cơ năng lượng nguy cơ của nguồn nước từ đâu mà có là từ tư tưởng ngôn hành sai lầm của chúng ta mà tạo ra không phải là có sẵn trên địa cầu này. Sợ nhất là nguy cơ lương thực và nguy cơ nguồn nước. À, người rồi, không có gì Không có nước Làm thế nào sẽ phát sinh hay không? Giới khoa học không ngừng nhắc nhở cho chúng ta Là gì mặt đất Bị nhiễm ô rồi Ngoài những thứ mọi người đã biết rõ ra Như thuốc trừ sâu, phân bón Còn có một số phế liệu do ngành công nghiệp thải ra bên trong có rất nhiều chất có tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người rất nhiều loại những thứ này phân tán khắp mặt đất lương thực mọc lên bên trong hàm chứa nó no. gạo Ăn những loại lương thực này thời gian dài sẽ bị rất nhiều thứ bệnh kỳ quay. Những bệnh này hiện tại chưa có thuốc chữa trị. Tôi nhìn thấy một bản tin gọi là thống thống bệnh, xương cốt toàn thân đầu nhất. Tôi đến không thể ngủ được. Kiểm tra không tìm thấy nguyên nhân của bệnh. Sau cùng kiểm tra ăn uống, Đem gạo đi xét nghiệm mới phát hiện ra. Trong thức ăn có thuốc trừ sâu. Cho nên, đất bị nhiễm độc rồi. Ngũ cốc nông sản mọc lên đều mang mầm độc. Kinh Vô Lượng Thọ nói, uống đắng, ăn độc. ở xã hội ngày nay đức phật nói không hề sai chúng ta đang uống đắng ăn độc chúng ta thật may mắn là ngay trong đời này gặp được phật pháp gặp được đại thừa gặp được kinh vô lượng thọ gặp được phật a di đà may mắn hơn tất cả những gì khác Nếu như thật sự giác ngộ Thật sự rõ ràng rồi Thì ngay trong đời này Chúng ta nên buông bỏ tất cả Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đây là người thật sự giác ngộ Là hàng thượng thượng căng Quả thực đại tai nạn hiện ra trước mặt Thì chúng ta có chỗ tốt hơn để đi Di dân đến thế giới cực lạc, Đi không phải là chết Công phu niệm Phật của quý vị thành tựu rồi Nói đi là đi gửi tin tức cho phật a di đà ngài liền đến tiếp dẫn quý vị chúng ta chỉ vừa có ý niệm tôi muốn đi phật sẽ đến ngay tin tức này thông suốt không có chướng ngại chúng ta ở thế giới này bất luận là còn thời gian bao lâu Chúng ta quyết định bỏ ác tu thiền Quyết định tích lũy công đức Một câu danh hiệu này đầy đủ tất cả Thật lòng tri niệm danh hiệu Phật Trong tâm không hoài nghi, không có tạp niệm Từng tiếng niệm Phật đều là đoạn ác Từng tiếng niệm Phật đều là tu thiện Từng tiếng niệm Phật đều là tích đức Việc gì cũng làm được Làm được viên mạng Thật sự thành công Đạo lý Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này nói rất thấu suốt Đời này chúng ta nương tựa bộ Kinh này Nương tựa danh hiệu này Mọi vấn đề đều được giải quyết không nên tiếp tục làm những việc ngu xuẩn Nhiều năm nay Tôi đã giảng rất nhiều kinh Lúc trước Đối với tịnh Tùng Có nghi vấn Từ sau lần đầu tiên giảng kinh Hoa Nghiêm Tuy chưa giảng hết Chỉ mới một nửa Tứ thập Hoa Nghiêm và bát thập Hoa Nghiêm Mỗi loại chỉ giảng được một nửa Đối với tịnh tông đã có sự hiểu biết Sau này giảng kinh tuy cũng không ít Nhưng đều là giảng về tịnh độ Hoàn toàn hướng về cực lạc Chúng ta chỉ có một phương hướng, một mục tiêu kiên trì không từ bỏ Ngay đời này quyết định sẽ thành tựu Kinh Duy Ma Phẩm Phật Quốc nói Trừ tâm thị Bồ Tát tịnh độ Trực tâm là thể của tâm Bồ Đề Trong khởi tín luận nói ba loại tâm Trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm Trong quán kinh nói ba loại tâm Trí thành tâm Thâm tâm Và hồi hướng phát nguyện tâm Chúng ta đem kinh luận hợp lại xem Sẽ rõ ràng ý nghĩa Trợ tâm chính là tâm trí thành Chí thành là chân thành đến cực điểm Trong quán kinh nói tâm chí thành đến cực điểm Là thể của tâm bồ đề Cũng như là trực tâm trong khởi tính luận Thâm tâm Người xưa chú giải là hiếu thiện hiếu đức Tôi nói về thâm tâm này Tôi trực tiếp dùng đề kinh của chúng ta Thâm tâm Thế nào gọi là thâm tâm? Là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng và tâm giác ngộ Thanh tịnh bình đẳng gia Là tự thọ dụng của thâm tâm Tâm chân thành đối với bản thân Chính là thanh tịnh bình đẳng giác quên mất thanh tịnh bình đẳng giác là quý vị không dùng tâm chân thành đối với chính mình tâm chân thành đối với bản thân chính là thanh tịnh bình đẳng giác tâm chân thành đối với người khác là một lòng từ bi cho nên trực tâm là tịnh độ của bồ tát Triệu công chú viết Đây là Tăng Triệu Đại Sư Kinh Duy Ma Ngài Chú Giải Trực tâm giả Vị chất trực vô xỉm Thử tâm nải thị dạng hạnh chi bổn giả Căn bản Lục độ dạng hạnh của Bồ Tát Chính là trực tâm Cho nên trực tâm là đảo tràng Trực tâm là tịnh độ Tăng triệu đại sư Dùng chất trực vô xỉm Vô xỉm chính là không hư ngụy Không tà khúc cho nên dùng đề kinh để nói sẽ dễ hiểu hơn. Nếu như chúng ta thực sự phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề chính là thanh tịnh, bình đẳng giác, tâm của quý vị luôn luôn giữ được thanh tịnh bình đẳng giác niệm niệm không rời phật a di đà quý vị nghĩ xem quý vị có thể không có cảm ứng với phật a di đà sao có cảm ứng với phật a di đà rồi bất luận là đại tai nạn gì hiện ra trước mặt một chút cũng không liên can với quý vị quý vị đối với chúng sanh khổ nạn trong thế giới này có tâm lân mận tự mình nên đi đến thế giới cực lạc thiên tai là do nghiệp báo của tất cả chúng sanh tạo ra, tâm phật chúng sanh tam vô sai biệt, phật bồ tát cũng không cứu được, là do nghiệp lực của chính quý vị biến hiện ra, không phải gì khác, tam giới là giả không phải thật, trong diễn gia chứng đạo ca nói rất hay. Mộng lý mình mình hữu lục thú Giác hậu không không vô đại thiên Lục đạo là gì? Giống như giấc mộng Trong mộng có cảnh giới của sáu đường Sau khi tỉnh mộng Sẽ không còn thấy Cảnh giới này nữa Có người thế gian Chịu khổ chịu nạn hết rồi Chịu hết rồi thì như thế nào? Sẽ giác ngộ Họ không muốn tiếp tục chịu khổ chịu nạn Họ muốn quay đầu Lúc này là Duyên đã thành thuộc Quý vị đến để độ họ Quý vị dạy họ Họ có thể đoán nhận Quý vị nói với họ Họ hiểu được Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh là quán cư thuyết giáo. Cư duyên không thành thuộc, quý vị có đến cũng không làm gì được. Quý vị đến sai rồi. Họ không thể đón nhận. Họ không thể tin, mà lại còn muốn hủy bán. Đó là làm tăng thêm tội nghiệp cho họ. Vì sao lại giúp họ đi hủy bán Phật Pháp Tăng? Nhân từ sẽ mất đi. Khi không thể đón nhận thì không nên tiếp tục nhắc đến. Họ có thể đón nhận một phần thì giảng cho họ một phần. Họ có thể đón nhận hai phần thì giảng hai phần. Ngày nay chúng ta gặp được Đại Thừa cái gì là số một? Vô lượng thọ là số một. Tù pháp môn nào là số một? Niệm Phật A-di-đà là số một. Có được tất cả. Trong tâm của quý vị lo lắng, sợ hãi, bất an, hoài nghi, quét một cái là sạch sẽ. Quý vị sẽ được đại tự tại Sẽ được đại an ổn Trong đời sống thường ngày Có phương hướng, có mục tiêu Niệm niệm Không với Phật A-di-đà Ở chỗ nhất tâm Không được có hai ý Hai ý sẽ phá hoại nhất tâm của quý vị Nhất tâm rất đáng quý Đức Phật nói Chế tâm nhất sự Dấu sự bất biện hôm nay tôi chế tâm nhất xứ là thế giới tây phương cực lạc thân cận phật a di đà quyết định sẽ mã nguyện quyết định sẽ thành tựu chúng ta dùng cái tâm này ngày nay tu tịnh độ ngày nay sẽ tương ứng Ngày ngày tu tịnh độ, chị, chị. Ngày ngày sẽ tương ứng. À, Vẫn còn giờ, một khoảng thời, thời gian Ở giờ. thế gian này. Tùy theo nhân giờ. duyên, Ziz Mà giờ. tự hành quá tha. Thực tế mà nói Tự hành chính là quá tha Quá tha chính là tự hành Tự tha không hay Cái tâm này chính là Căn bản của những gì ngày hôm nay chúng ta đang tu hành Triệu công nói Lấy tâm chất trực vô xỉm Làm căn bản của dạng hạnh Lời nói tận đáy lòng Xin đừng sơ xuất Câu nói này nói rất trọng yếu Rất khẩn thiết Nói cách khác Ngày nay chúng ta xử sự đối nhân tiếp vật Cần nên dùng tâm chân thành Không được có một chút giả dối nào họ giả dối đối với ta là đúng là hiển nhiên vì sao vậy vì họ là phàm phu họ là chúng sanh trong luật đạo ngày nay chúng ta cũng dùng tâm giả dối đối đãi với họ không phải là ta cũng giống như họ sao vậy mong cầu của chúng ta không có phần ở thế giới cực là đi không được bây giờ trong tâm chúng ta cần có tính tâm cần thật sự có cách nghĩ như vậy cái nghĩ này là thật sự không phải giả dối tôi là người của thế giới cực lạc tôi là đệ tử của phật a di đà tôi không phải là người ở trong lục đạo ở trong lục đạo thì mấy ngày là đi rồi điều này chắc chắn không phải là hư vọng chắc chắn là sự thật Hôm nay hết giờ rồi chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam Mô A Di Đà Phật